Chào tất cả các bạn nha. Bữa giờ tình hình dịch càng ngày càng diễn biến phức tạp nên không dám đi đâu các bạn ơi. Nhớ các bạn rất là nhiều luôn, muốn quay clip mà bây giờ núp trong nhà không dám đi đâu hết. Bây giờ này, vợ mình thèm sầu riêng quá mà bây giờ mình đặt ở trên Facebook á. Rồi người ta là ship tới tận nhà luôn à, cũng không dám đi đâu luôn. Hồi chiều nay là vợ mình có đặt một trái sầu riêng trên mạng á. Có hai vợ chồng tới giao, rất là dễ thương luôn. Chồng chở vợ đi giao trong cái giai đoạn này toàn là ship tận nhà, tận nơi không các bạn, chứ mình ít khi nào dám ra đường, cứ núp núp ở nhà đó. Bây giờ là tối rồi cho nên là chưa có ăn được. Bây giờ mình sẽ khui trái sầu riêng ra và mình sẽ để vào cái dĩa này, mình lồng vào cái bịch, mình để trong tủ lạnh, sáng mai vợ chồng mình ăn nha các bạn. Rồi đây sẵn là đây mình quay một cái video chia sẻ với các bạn luôn, review trái sầu riêng. Trái này là 2 ký 2 ký mốt sao, đúng không em? 2 ký mốt đúng không? Đây là trời ơi, đã chưa các bạn ơi, quá ngon luôn. Mình lấy mua cái trái sầu riêng này 2 ký mốt 60.000 ký các bạn, cũng rất là rẻ luôn, rồi ship tới tận nhà luôn. Tình hình dịch bệnh này các bạn trẻ ở quê ở Phan Rí á cũng rất là giỏi, chỉ còn cách này thôi là mới buôn bán được, nó hơi cứng nha. Bây giờ sẽ tách mạnh ra các bạn nha. Trời ơi, cũng ngon. Cục này cục gì ta? Đây đầu tiên là hai tay mình cũng rửa sạch rồi nha các bạn, tay rửa sạch rồi nha. Hai ký mốt mà nhìn nó cũng nhỏ nhưng mà nó chắc quá, chắc luôn các bạn. Rồi chờ mình chút xíu đi, mình lấy cái muỗng nha các bạn. Rồi mình lấy cái muỗng nè các bạn ơi, mình xin nảy ra cho nó dễ, chứ nó dính cứng quá. Đó, trời ơi, nói chung ok, mình thấy trái sầu riêng này rất là ok luôn các bạn. Hiện tại là ngoài trời đang mưa rất là to luôn, cho nên nghe hơi ồn nha các bạn thông cảm cho mình nha. Bữa giờ là ở nhà không mà không dám đi đâu hết cho nên chưa có quay video được. Tình hình bây giờ là dịch đang rất là cấp bách, mọi người là ở Sài Gòn cũng đang rất là thiếu thốn và khó khăn luôn. Nói chung là ngày nào cũng xem tin tức rất là buồn luôn các bạn. Còn mình thì bây giờ chỉ còn cách duy nhất là mình tự bảo vệ bản thân và bảo vệ cộng đồng là mình ở nhà thôi chứ không dám đi đâu hết á. Giờ này chỉ là giúp được như vậy là ngon nhất rồi, là ok rồi, đừng có đi lung tung là được. Tiếp tục mình khui, nãy giờ là mới nửa trái à, ủa sao cái này không có, cái muỗng này không có bạn ơi. trong đây nè, trong đây mình thấy rất là nhiều luôn. Trời ơi, nó thơm lừng rồi các bạn. Rồi các bạn coi nè, bóng lưỡng luôn các bạn ơi. Nãy giờ mình đếm thử nha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 muối, tuyệt vời. Rồi quá thơm luôn các bạn ơi. Thầy vợ mình thèm lắm nhưng mà bây giờ tối rồi, tối ăn giờ này nó sợ nó ở trên cổ ăn cũng không hết, nên để sáng mai luôn. Rồi bây giờ có miếng nhỏ này để mình ăn thử coi mùi nha, cái này nó hơi cứng đó các bạn. Mời tất cả các bạn nha. Rồi quá tuyệt vời, quá ngon. Nói chung là mình rất là hài lòng về cái trái sầu riêng này luôn, 2 ký mốt cũng rất là ngon. Rồi cảm ơn luôn là cái người ship cái sầu riêng này nha, vợ mình đặt ở trên Facebook á, rất là ngon luôn. Bây giờ mình sẽ để cho nó gọn lại rồi mình lấy bịch mình lồng vào, mình để trong tủ lạnh, sáng mai mình ăn. Ê các bạn ơi, giờ mình phải lồng vô cái bịch này, sáng mai bắt đầu thưởng thức. Tối nay mình up video này lên, bạn nào mà muốn coi sáng mai mình review cái hương vị sầu riêng như thế nào thì comment ở dưới nha. Bạn nào muốn coi vợ chồng mình ăn sầu riêng thì comment ở dưới. Đấy, rất gọn gàng luôn. Bây giờ mình tới bỏ tủ lạnh nha các bạn. Em qua đây nè.
Rồi bỏ tủ lạnh nha, mình bỏ ngăn dưới, khỏi bỏ ngăn đông đi. Ôi lương thực gần hết rồi. Vài bữa mà hết lương thực là hết tiền luôn, tiền nó mua. Các bạn xem nè. Đến nỗi mà mình có cái này nè, mình bỏ trong tủ lạnh mà mình tính quay clip mà không có đi đâu được để quay luôn. Các bạn thấy trò nó hấp dẫn chưa? Tươi sống luôn nha. Bỏ trong còn thơm, rất thơm luôn, bỏ trong đăng đá luôn nè. Mấy ngày rồi chưa quay được. Thì nói chung là bữa giờ rất là nhớ mọi người luôn. Nhưng mà trong tình hình dịch này á, cái ưu tiên hàng đầu là mọi người giữ sức khỏe nha. Các bạn đừng đi đâu hết á, ở đâu ở yên đó đi. Rồi mình cũng rất nhớ các bạn. Chờ khi nào mà tình hình nó ổn ổn hơn á, rồi mình sẽ tiếp tục quay clip. Rồi bây giờ là mình xin kết thúc video tại đây nha. Bạn nào muốn coi sáng mai vợ chồng mình ăn sầu riêng như thế nào thì comment ở dưới nha. Bây giờ này mình chỉ gửi tới các bạn video ngắn này thôi. Giờ mình đi quăng. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này nha. Bye bye và hẹn gặp lại tiếp theo video tiếp theo các bạn. Bye bye.